Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay nơi mà các bạn có thể nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay Chúng ta sẽ nói về những tài liệu và tin tức liên quan đến tiền kỹ thuật số mà các bạn vừa mới nhìn thấy ở trên màn hình Thì trước khi bắt đầu, các bạn nhấn cái nút thích hay là cái nút like và hãy gia nhập vào chương trình YouTube này để nhận được những tin mới nhất Thì trước khi bắt đầu, Thường có một vài điều muốn nói về hai cái chương trình YouTube mà Thường đang phát triển Cái chương trình YouTube mà các bạn đang coi chính là chương trình YouTube liên quan tới tin tức Và Thường còn một chương trình khác là liên quan tới phân tích các loại đồng khác nhau hay là phân tích các kỹ thuật khác nhau thì hai cái kênh này rất nhiều bạn đang theo dõi hiện bây giờ và tôi muốn nói trước hết là cái lý do tại sao thường tạo ra hai cái kênh này và có ba lý do chính lý do thứ nhất là thường muốn có một nơi mà đáng tin cậy để cho các bạn có thể lấy được những tài liệu và tin tức liên quan tới thị trường này lý do thứ hai là một nơi mà có thể chia sẻ những kiến thức khác nhau liên quan tới thị trường này để các bạn có thể hiểu rõ hơn và thứ ba đây là một cái thị trường mà thường rất là có hứng thú và rất là đam mê và thần cũng đầu tư rất là nhiều trong thị trường này cho nên càng nhiều người biết về thị trường này thì sẽ càng tốt cho mọi người đó là cái ý nghĩa của Thuận và đó là ba lý do chính tại sao thường tạo ra hai cái kênh youtube này thì tất cả những cái tài liệu mình đưa ra đều là ý kiến cá nhân đều là tài liệu cá nhân và không được xem là lời khuyên đầu tư thì các bạn cũng có thể xem những tài liệu mình thường đưa ra để mà tham thảo để mà có thể đưa ra quyết định cá nhân về đầu tư và tạo ra xu hướng cho bản thân mình trong thị trường này thì Thuận và các admin trong nhóm cũng cố gắng để mà liên tục đưa ra giá trị trong những cái kênh YouTube này Thì các bạn cũng đã thấy là hàng ngày Thuận đều cố gắng để mà đưa ra những cái video Và cũng cố gắng để mà cải tiến những cái video để mang tới thêm nhiều giá trị cho mọi người Đương nhiên là thời gian của Thuận thì có hạn Nhiều bạn có thể là chưa biết tại vì có thể là mới vừa tham gia vào cái chương trình YouTube này Thuận hiện bây giờ là đang làm việc cho một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu cho nên cái áp lực của công việc thì rất là nhiều và cái thời gian thì rất là ít cho nên thường cố gắng để mà làm video hàng ngày nhưng mà cái thời gian mà ra video sẽ khác nhau cho nên đó là một điều mà các bạn cần biết và thường cũng cố gắng để mà trả lời các câu hỏi ở trên những cái bình luận trên YouTube, trên Facebook, trên Twitter, trên Telegram nhưng mà thời gian thì có hạn cho nên thường cũng cố gắng để mà trả lời nhưng mà những cái mà câu hỏi mà nhiều hơn như là những cái mà tin nhắn các bạn nhắn cho thuận ở trên Facebook thì thường thực sự thì bây giờ không có khả năng để mà trả lời tại vì thời gian thì có quá ít cho nên các bạn thông cảm cho vấn đề đó thường không thể nào mà trả lời từng người một thì bây giờ đối với cái đội mà thường lập ra thì thực sự là rất là nhỏ cho nên thì bây giờ là không thể nào mà có thể trả lời hết những câu hỏi của các bạn đó là điều mà các bạn cần biết thì sau này có thể là có đội mới nhưng mà hiện bây giờ là thường chỉ cố gắng trả lời những câu bình luận, những câu hỏi ở trên YouTube hay là ở trên Facebook chứ không thể trả lời những câu hỏi cá nhân được. Thì các bạn cũng thông cảm cho cái vấn đề đó. Và tuy nhiên là thuận và nhóm đầu tư rất nhiều thời gian và đầu tư rất là nhiều trong cái việc mà đem tới đến tài liệu cho mọi người thì tất cả đều là phi lợi nhuận. Nhưng mà những bài nào mà cũng đã ủng hộ Thì Thuận cũng cảm ơn Bằng cách là xem cái video Hay là bấm nút like Hay là share những cái video này Thì đó cũng là một cái sự mà Ủng hộ đối với Thuận Và một cái sự mà có thể là giúp đỡ Cho cái kênh này càng lại càng phát triển Và đặc biệt là những bạn nào Sử dụng những cái link giới thiệu Những sàn giao dịch như là sàn Binance ở phía dưới những cái video thì thường rất là cảm ơn tại vì cái đó có thể giúp đỡ được nhiều trong vấn đề mà tiếp tục phát triển và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cái channel này và phía dưới đó cũng có nhiều bạn sử dụng những cái địa chỉ ví để mà quyên góp tiền vào trong channel này thì cũng rất là cảm ơn các bạn tại vì đó cũng là một cái điều mà giúp đỡ được cho cái channel này đó là những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thì chúng ta hôm nay hãy đi vào tình hình thì chúng ta đã thấy được là thị trường ngày hôm nay là một màu xanh thì các đồng cũng lên rất là nhiều các bạn cũng đã thấy là nhiều đồng như đồng ngoại OTA đã lên 13% Cardano, NEO chỉ là Stellar cũng đã lên hơn 10% và những đồng khác như đồng Bitcoin hay đồng Ethereum cũng đã lên nhưng mà Ethereum thì lên một số không đáng kể một lát nữa chúng ta sẽ nhìn vào biểu đồ của đồng Ethereum nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào vốn hóa thị trường thì vốn hóa thị trường cũng đã lên một số khá đáng kể trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua như các bạn nhìn vào biểu đồ của tổng vốn hóa thị trường trong vòng 7 ngày vừa qua thì các bạn đã thấy là đã tăng lên từ 275 tỷ khoảng ngày 18 tây cách đây 2 ngày và bây giờ là 345 tỷ đặc biệt là từ ngày hôm qua tới giờ chúng ta thấy là từ 300 khoảng chừng là từ 320 tỷ mà bây giờ là 345 tỷ thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua cái vốn hóa đã tăng lên khoảng 20 tỷ Chúng ta đặc biệt nhìn vào cái tổng số vốn hóa của đồng Bitcoin trên thị trường là 43.8% Thì như chúng ta nói là trong vòng vài ngày vừa qua thì hình như là Bitcoin đã dừng chân lại khoảng chừng là 44-45% Và đây cũng là một cái điều mà rất là tốt nếu như những bạn nào mà đang giữ rất là nhiều altcoin mà không giữ nhiều Bitcoin Tại vì chúng ta biết trên thị trường này thì bây giờ Nếu như mà các bạn muốn những đồng altcoin tiếp tục lên giá Thì giá trị của đồng Bitcoin phải đi hàng ngang Chúng ta biết nếu như mà Bitcoin liên tục đi lên, liên tục phá đỉnh thì Bitcoin sẽ hút rất là nhiều vốn hóa từ những đồng khác cho nên những cái altcoin thường thường sẽ không phát triển mạnh khi mà Bitcoin phát triển mạnh và nếu như Bitcoin lao vực thì người ta sẽ chốt lời ở những cái đồng khác để mà một là rút ra còn hai là để mà đẩy vào trong thị trường của Bitcoin cho nên đó cũng không phải là một điều tốt chỉ khi mà Bitcoin đi hàng ngang thì chúng ta mới thấy được là thị trường altcoin mới có một sự phát triển cho nên nếu bạn nào mà giữ nhiều altcoin thì các bạn muốn là Bitcoin phát triển một đi hàng ngang còn hai là đi lên từ từ chứ bạn không muốn Bitcoin cứ đi lên liên tục sẽ không có tốt cho altcoin. Đương nhiên nếu bạn nào mà giữ nhiều Bitcoin thì sẽ muốn Bitcoin lên rất là nhiều. Chúng ta hãy nhìn vào trong cái biểu đồ của đồng Bitcoin ngày hôm nay thì đây trên sàn Coinbase mỗi một ngọn nến là một ngày thì các bạn nhìn thấy ở trên cái biểu đồ này biểu đồ này chúng ta đã nhìn rất là nhiều lần thì hôm nay chúng ta đã thấy là cái ngọn nến đầu tiên đã đóng lại ra khỏi cái đường xu hướng đi xuống dài hạn đường màu đỏ này như chúng ta thấy trên màn hình và ngọn nến thứ hai cũng là nằm ở phía ngoài cái đường xu hướng dài hạn này đã được đang hình thành thì bây giờ chúng ta nhìn vào biểu đồ này thì các bạn nghĩ là cái xu hướng dài hạn này đã bị phá hay là chưa Đối với Thượng thì vẫn là chưa tại vì Thượng muốn thấy được là đồng Bitcoin phải qua khỏi cái mức là 9.500 đô la thì các bạn thượng mới có thể công nhận là cái đường xuống dài hạn này đã bị phá Tuy nhiên đó cũng không có nghĩa là Bitcoin hình thành một xu hướng đi lên Nếu như mà chúng ta muốn Bitcoin có được một cái xu hướng đi lên thì thường phải thấy Bitcoin phá được cái mức là đối với thường là phải khoảng là 12.000 Nếu như các bạn nhìn vào ở trên màn hình thì cái mức 12.000 này các bạn đã thấy là Bitcoin đã liên tục để mà chạm vào nhưng mà hầu như là rất là khó khăn mỗi lần mà chạm vào như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình thì đây là một cái mức rất là quan trọng Bitcoin phải phá được 12.000 đô này thì chúng ta mới thấy được là Bitcoin có thể tạo ra một cái xu hướng đi lên dài hạn khi mà Bitcoin qua khỏi cái mức 12.000 đô này thì bây giờ thì chúng ta phải chờ trong vòng vài ngày tới đây Bitcoin hiện bây giờ là đang nằm chính giữa hai cái đường hỗ trợ trước đây nghĩa là đường khoảng từ 9.600 đô 9.500 đô và cái đường khoảng chừng 8.800 đô và bây giờ là xuống thị trường trong thời gian ngắn hạn là vẫn còn đang lên trong vòng 2 ngày vừa qua chúng ta nhìn vào biểu đồ của đồng Ethereum thì đồng Ethereum chúng ta thấy là hầu như là đi hàng ngang trong vòng thời gian khoảng chừng 48 tiếng đồng hồ vừa qua mặc dù thị trường có tin tốt thì hôm qua thường mình đã nói là một phần liên quan tới cái sự lo ngại của pháp lý nhưng mà thượng cảm thấy là một điều mà khá tốt ở trên cái biểu đồ này là tuy là cái sự lo ngại đó nhưng mà đồng Ethereum vẫn có thể là giữ chân được ở cái mức là khoảng 520 đô la mà không có đi xuống nữa thì đó cũng là một cái điều tốt. vì cái điều mà chúng ta cần là trong thời gian rất ngắn đồng Ethereum nếu tiếp tục như vậy sẽ đụng độ với lại cái xu hướng đi xuống dài hạn này cái đường màu đỏ này. Thì khi mà đụng vào cái xu hướng này thì chuyện gì, sẽ, chuyện gì sẽ xảy ra lúc đó chúng ta mới biết được là Ethereum có thể phá vỡ được cái xu hướng đi xuống dài hạn này hay là không chúng ta thì bây giờ vẫn còn đang phải chờ và cái đường mà hỗ trợ 520 đô la này vẫn còn hiệu lực kế đó nữa là đồng Litecoin thì đồng Litecoin là một đồng mà biểu đồ chúng ta thấy là khác với hai đồng hai đồng mới đây tại vì đồng Litecoin là một đồng mà chúng ta thấy trên màn hình là có hai xu hướng cái xu hướng màu xanh dương này là xu hướng đi lên dài hạn và xu hướng màu đỏ này là xu hướng đi xuống dài hạn. Và đồng Litecoin trong vòng thời gian vừa qua chúng ta thấy là liên tục để mà đi chính giữa hai cái xu hướng này và chưa biết được là đồng Litecoin sẽ chọn xu hướng nào. Nếu các bạn nhìn vào thì nhìn màn hình các bạn đã thấy được là đồng Litecoin liên tục nằm ở trong phạm vi này. Và trong thời gian rất là ngắn, thường nghĩ là có thể trong vòng một tuần thì đồng Litecoin sẽ bị dồn vào cái góc giữa xu hướng đi lên và xu hướng đi xuống này, ngay cái góc này trên màn hình các bạn đã thấy thì lúc đó chúng ta sẽ biết được tay đồng Litecoin sẽ được hỗ trợ bởi cái đường đi lên dài hạn đường màu xanh dương này hay là sẽ tiếp tục để mà bị áp lực tiếp tục đi xuống cái đường màu đỏ này trong thời gian một tuần thì nghĩ là chúng ta sẽ có kết quả đó là tình hình của đồng Litecoin hiện bây giờ ở trên màn hình chúng ta đã nói tới cái vấn đề này cách đây cũng khoảng là một hai tháng rồi những mà nào mà theo dõi cái chương trình youtube này cũng đã biết là đồng litecoin điều di chuyển ở trong phạm vi này và càng ngày phạm vi này lại càng bị nhỏ lại bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nói về một số tin tức và tài liệu liên quan tới thị trường ngày hôm nay thì nói về tin tức thì trước hết là chúng ta thấy là cái trên uh, trang coin telegraph đưa một số tin tức ngày hôm nay các bạn thấy trên màn hình mà tin tức này là thuận đã đưa ra cho các bạn ngày hôm qua rồi liên quan tới là thứ nhất là hội nghị G20 gọi tiền kỹ được số là một tài sản chứ không có công nhận như là một tiền tệ thì cái điều này thuận đã nói trên cái channel này ngày hôm qua nhưng mà ngày hôm nay thì cái trang uh, coin telegraph mới đưa ra bài viết này kế đó nữa là liên quan tới một số chi tiết hơn về hội nghị G20 họ cũng đưa ra cái bài viết này ngày hôm nay nói là hội nghị G20 này thì cái sức ảnh hưởng là ngắn hạn tại vì luật vẫn còn chưa có rõ ràng cho nên cái 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 mà thị trường phải chịu áp lực về pháp lý là vẫn còn cho nên những người nào mà giao dịch hàng ngày ở trên các sàn giao dịch thì cũng không cần phải lo quá về cái những lời nói ở trong G20 này nhưng mà hôm nay chúng ta có một số tài liệu khác liên quan tới hội nghị G20 chúng ta biết là hội nghị G20 vẫn đang diễn ra và hôm nay là ngày kết thúc nói về tài chính thì có một số người có thể nghĩ là có thể là đã hiểu nhầm vào cái bài viết này bài viết này nói là G20 hội nghị G20 sẽ tiếp tục để mà nói về quản lý thị trường crypto tháng 7 tới đây nghĩa là cách đây khoảng chừng 3 tháng nữa thì đây không phải là sự thật tại vì họ cái mà họ nói là từ đây cho tới tháng 7 họ muốn đưa ra một cái số ý kiến liên quan tới là những cái những cái dữ liệu nào họ cần về thị trường này để có thể là tiếp tục theo dõi có nghĩa là từ đây đến bảy họ có thể suy nghĩ là nếu như là bạn là một công ty mà chuẩn bị ICO thì những cái ICO là phải nạp những cái dữ liệu nào cho G20 để họ để tham khảo hay là bạn là một sàn giao dịch thì họ cần những dữ liệu nào từ sàn của các bạn để họ có thể xem những cái dữ liệu đó để mà coi coi là sàn của bạn làm sao bảo mật hay là làm sao để mà chống lại rửa tiền. Tuy nhiên, một điều mà các bạn cần biết là những người như là chủ tịch của ngân hàng trung ương của nước Brazil thì chủ tịch của ngân hàng trung ương nước Brazil cũng đã nói là nước Brazil sẽ không có khuôn khổ pháp lý để mà quản lý tiền kỹ thuật số. Cho dù là G20 có ga luật đi nữa, họ cũng không theo thì đây cũng không có gì gọi là đặc biệt tại vì chúng ta đã thấy được là một số nước nhỏ, nhất là những nước mà tài chính không có mạnh như nước Brazil thì nhìn vào tiền cứu được số như là một cái cơ hội để mà họ có thể là thu hút thêm nhiều đầu tư vào trong nước của họ nếu như mà họ chào đón tiền cứu được số thì chúng ta có thể thấy được là họ dùng tiền cứu được số như là một cái bàn đạp để có thể giúp đỡ họ phát triển tài chính sau này cho nên thường cảm thấy là một số nước nhỏ nếu nếu như mà những nước lớn không đồng ý tiền kỹ thuật số thì những nước nhỏ sẽ đồng ý tại vì họ coi như đây là một cái cơ hội để nước họ có thể phát triển và đứng đầu một ngành kế tiếp chúng ta hãy nói về cuộc khảo sát liên quan tới tiền kỹ thuật số thì đây là một cái cuộc khảo sát à, tạo ra bởi công ty Finder.com thì trong cái cuộc khảo sát này họ đã hỏi khoảng chừng 2.001 người Mỹ bằng cách là đưa những câu hỏi ở trên cái ứng dụng điện thoại và những câu hỏi đó họ đã gom những câu trả lời lại để mà thống kê là thị trường này hiện bây giờ là đang mọi người đang nghĩ gì về thị trường này và bao nhiêu người tham gia thì trước hết là con số 2 người này thực sự là rất là ít và trong con số này là có nam có nữ có và có nhiều lứa tuổi khác nhau cho nên chúng ta cũng không thể quá coi trọng cái tài liệu này tuy nhiên là tài liệu này vẫn có một số giá trị trong cái bản thống kê họ đưa ra là hiện bây giờ trong cái số 2.000 là một người này 92% của người mỹ hiện bây giờ nói là họ chưa có mua tiền kỹ thuật số và 8% trong số đó nói là họ có ý định để mua tiền kỹ thuật số trong thời gian tới đây khi mà họ được hỏi là lý do tại sao họ chưa có tham gia vào thị trường này thì đây là các bạn thống kê họ đưa ra là những lý do thì đây là cái số tỷ lệ trả lời của phụ nữ và bên đây là số tư tự trả lời của nam. Thì đây là những cái câu trả lời mà đã được đưa ra để cho họ chọn tại sao họ chưa có tham gia vào thị trường này. Thì phần đông nói là thị trường này họ bây giờ chưa có hứng thú. Kế đó nữa là một số đông cũng nói thị trường này bây giờ quá nguy hiểm hay là thị trường này quá khó hiểu. Và một số người nói là tiền thương số quá khó xài. Một số nhỏ hơn nói là thị trường này là một sự lừa đảo. Và một số nhỏ hơn nữa nói là thị trường này là một bong bóng tài chính hay là có quá nhiều phí liên quan đến tiền kỷ được số. Thì chúng ta thấy là những câu trả lời này thì cũng không có gì làm cho thuận bất ngờ, nhưng mà đây cũng cho chúng ta thấy là một cái cái số suy nghĩ mà nhiều người đang suy nghĩ tới và đó là lý do tại sao họ chưa muốn tham gia vào thị trường thị trường này. Và như chúng ta nói tới ngày hôm qua thì nếu như các bạn muốn thị trường này ngày càng lớn mạnh thì phải có thêm người gia nhập vào thị trường này. Thì nếu như mà cuối tuần này mà các bạn có thể gặp được những người mà các bạn biết là chưa tham gia vào thị trường này thì nếu như có thể các bạn hỏi coi lý do tại sao họ chưa tham gia vào thị trường này. Coi coi câu hỏi của các bạn và câu trả lời có phải là tương tự như những câu trả lời mà chúng ta vừa mới nói tới. Đó là thứ nhất. Và khi mà họ trả lời thì các bạn có thể lắng nghe và các bạn có thể giải thích cho họ hiểu không phải là thu hút các nhà đầu tư nhưng mà giải thích cho họ hiểu về căn bản của thị trường này nếu như một người nào đó nói là tiền kỹ được số quá khó hiểu thì có thể bắt đầu giải thích cho họ hiểu về căn bản của blockchain chẳng hạn và tại sao nó lại quan trọng và tại sao nó lại có sức ảnh hưởng đối với cái ngành tài chính chẳng hạn hay là họ nói thị trường này là một bong bóng tài chính thì có thể giải thích cho họ hiểu là thực sự bóng bóng tài chính bây giờ ở đâu cũng có nhất là ở trong thị trường bất động sản hay là ở trong chứng khoán toàn cầu, tất cả đều là một cái bong bóng tài chính thì đó cũng là một cách để các bạn có thể thu hút thêm người vào trong cái thị trường này. Đương nhiên là có thể họ không đồng ý với cách nhìn của bạn nhưng mà cũng có thể là một cái sự bắt đầu để cho họ có thể suy nghĩ lại. Và một câu hỏi khác nữa có thể đưa ra à, trên cái bản khảo sát này, đó là liên quan tới là khi mà những người Mỹ mua thì cái số người mà mua là mua những đồng nào nhiều nhất thì phần đông là chưa hết là mua đồng Bitcoin kế đó là mua đồng Ethereum và kế đó là mua đồng Bitcoin Cash thì đây là một cái sự làm thường hơi bất ngờ tại vì thường không có thấy đồng Litecoin ở trên trên cái bảng khảo sát này tại sao thường thấy bất ngờ là tại vì đồng Litecoin là một đồng mà nằm ở trên hệ thống của Coinbase Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Coinbase thì nếu như mà theo lý là đồng Coinbase cũng phải được mua rất là nhiều nhưng mà cái bản khảo sát này đã đưa ra tài liệu là những người mà mua, những người mà được họ khảo sát đương nhiên là con số này rất là nhỏ cho chúng ta cũng không thể nào mà dựa vào con số này để mà phán đoán được nhưng mà cũng cho thường thấy được là dựa vào cái số này thì phần đông không có mua không có mua Litecoin hiện bây giờ Kế đó nữa là tin tức liên quan tới Peter Thiel Chúng ta nói đến Peter Thiel trên cái uh, uh, channel này từng vừa rồi là Peter Thiel là người mà đã đồng sáng lập ra công ty PayPal trước đây và là một người mà đầu tư vào rất là nhiều công ty công nghệ khởi nghiệp nhất là đầu tư vào Facebook những ngày đầu tiên và đầu tư con số rất là nhiều thì hôm nay chúng ta lại nhận được thêm tin tức nữa là Peter Thiel tiếp tục để mà đầu tư vào Bitcoin và coi Bitcoin như là một vàng điện tử những cái những cái thống kê mà chúng ta nhận được là Thiel đã đầu tư từ trước tới giờ là khoảng 15 cho đến 20 triệu đô la và nhiều người nói là cái con số này để được đầu tư cách đây khoảng chừng vài tuần khi mà giá trị Bitcoin đi lên rất là lẹ trong thời gian đó đi lên 9 trăm trong vòng có 24 tiếng đồng hồ thì nếu như mà đây là sự thật là tại vì Peter Thiel đầu tư vào 15 tới 20 triệu đô la mà đã đẩy giá Bitcoin lên 9 trăm thì chúng ta thấy là thị trường này đây là một dẫn chứng cho các bạn thấy là thật sự không cần nhiều tiền tại vì trường này quá nhỏ chúng ta thấy là chỉ cần có 15 tới 20 triệu là có thể đẩy được một cái Bitcoin mà đáng giá vốn hóa là 152 tỷ lên 9 phần trăm bởi vì cho nên chúng ta thấy được là nếu như chúng ta muốn thị trường này mà ít bị ảnh hưởng bởi những cái mập hay những nhà đầu tư lớn thì cái vốn hóa phải lớn rất là nhiều có thể là phải là 3 bốn nghìn tỷ thì cái con số này mới không có ảnh hưởng chứ hiện bây giờ chúng thấy là thị trường chỉ có một trăm mấy chục tỷ thì con số này khi mà đầu tư vào là có sức ảnh hưởng rất là lớn đối với thị trường này kế tiếp thì chúng ta có một cái bài viết liên quan tới đồng Ripple đồng XRP thì nhiều bạn cũng đã biết là hợp đồng tương lai của Bitcoin hiện bây giờ đã có rất nhiều sàn giao dịch Nhất là Mỹ là có hai sàn lớn Nhưng mà có thể là nhiều bạn chưa biết là hợp đồng tương lai của đồng Ripple cũng đã có Nhưng mà có trên một cái sàn giao dịch ở nước Anh hiện bây giờ Vấn đề các bạn không nghe nói tới tại vì giao dịch rất là nhỏ Hồi bắt đầu giao dịch là khoảng 14 triệu đô la một tháng Mà bây giờ là chỉ có 24 triệu đô la một tháng Tuy là cái số lượng giao dịch đã gần như là gấp đôi nhưng mà cái số này thật sự rất là nhỏ và họ nghĩ là cái số giao dịch sẽ ngày lại càng tăng nhưng mà hiện bây giờ trên sàn của họ giao dịch chỉ có khoảng 2.000 tới 3.000 người số lượng này thực sự là rất là nhỏ và những cái sàn lớn hơn hiện bây giờ như là cái sàn Ledger X, họ muốn tham gia vào thị trường này để mà tạo những cái hợp đồng tương lai cho đồng Ripple họ cái họ nhưng mà họ vẫn đang lo ngại một vấn đề vấn đề lý nhất hiện bây giờ là nhiều người nói là cái mạng lưới của đồng Ripple là một mạng lưới tập trung thì cái vấn đề đó là vẫn đang được tranh cãi nhưng một điều mà chúng ta không thể tranh cãi được nghĩa là số lượng người mà giữ đồng Ripple hiện bây giờ thì rất là tập trung chúng ta thấy là trên thị trường thì có rất nhiều đồng Ripple nhưng mà chỉ, trên thị trường bây giờ chỉ có khoảng chừng 40% đồng Ripple đã, đã được tung ra còn 60% còn lại là chưa được tung ra thị trường này và phần đông cái số lượng này là đang dự trữ bởi công ty Ripple họ mỗi tháng sẽ đưa ra một phần nhỏ tới khi nào mà họ đưa hết thì thôi còn phần còn lại là dựa theo bài viết này là phần đông được dự trữ bởi những cái người mà làm việc cho công ty Ripple thì đây có phải sự hay không chúng ta không biết nhưng mà cái sự tập trung mà công ty Ripple dự trữ đồng Ripple thì đó là một sự thật thì đây là một vấn đề mà nhiều sàn giao dịch lo ngại nếu như mà họ tạo những cái sản phẩm tài chính liên quan tới Ripple thì cái sự nguy hiểm của họ là cái số lượng đồng Ripple mà được tung ra thị trường từ từ đó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với giá cả thì ngược lại là những người mà có đồng Ripple họ cũng đã chỉ trích những đồng như là đồng Bitcoin chẳng hạn hay đồng Bitcoin Cash là đó mới là tập trung tại vì nếu chúng ta nhìn vào cái blockchain của Bitcoin chúng ta thấy là chỉ có một số lượng nhỏ những cái ví điện tử là dự trữ phần đông tất cả các Bitcoin hiện bây giờ thì họ nói là đó là dẫn chứng thấy là cái số lượng người dự trữ đồng Bitcoin là rất tập trung nhưng mà đó cũng không hẳn là sự thật tại vì để thượng giải thích cho bạn hiểu là một một ví điện tử có thể là của nhiều người và ngược lại một người có thể có nhiều ví điện tử giả sử như là sàn Binance là sàn Coinbase một sàn đó có thể là có 2 tới 3 cái ví điện tử liên quan tới Bitcoin và họ dự trữ rất là nhiều Bitcoin trong đó có thể là có mấy triệu Bitcoin trên đó nhưng mà cái số Bitcoin đó không phải là của sàn cái số Bitcoin đó là của những người giao dịch trên sàn họ chỉ giữ trong cái ví chứa lạnh để mà bảo đảm an toàn như là Coinbase cũng vậy cho nên khi chúng ta nhìn vào những cái ví điện tử ở trên ở trên blockchain thì chúng ta không thể nào mà đưa ra quyết định là cái ví những cái ví này dự trữ quá nhiều Bitcoin thì đây là rất là tập trung thật sự mà nói những Bitcoin đó có thể là của nhiều người và ngược trở lại một người có thể có nhiều ví giống như là các bạn và thượng thì các bạn có thể là có 10 Bitcoin ở trong một ví điện tử hay các bạn có thể chia ra làm 10 ví mỗi ví một Bitcoin thì tất cả những ví đó miễn các bạn có cái mã cá nhân thì các bạn có thể toàn quyền quyết định cái số Bitcoin đó cho nên rất là khó những mạng lưới như là Bitcoin hay là Ethereum hay Bitcoin Cash để biết được là bao nhiêu người giữ trữ những cái đồng này nhưng mà ngược lại Ripple thì chúng ta đã biết là tin tức chính thức là công ty Ripple vẫn dự trữ rất là nhiều đồng Ripple và họ tung ra từ từ thì đây là một cái sự lo ngại đối với đồng Ripple dù sao đi nữa thì đồng Ripple là đồng đứng thứ ba hiện bây giờ ở trên thị trường là vốn hóa là khoảng 27 tỷ rất là nhiều cái sự ảnh hưởng của đồng Ripple thì chúng ta khỏi cần phải nói tới và một điều mà liên tục tranh cãi là một không có đồng nào trên thị trường bây giờ có nhiều đối tác hơn là đồng Ripple hầu như từng nào chúng ta thấy đồng Ripple cũng có đối tác mới và họ liên tục để mà có thêm đối tác sử dụng công nghệ của họ nhưng mà nhiều người nói là nhiều đối tác của họ không có sử dụng đồng XRP chỉ sử dụng công nghệ của họ hiện bây giờ như chúng ta đã biết thường có làm một cái video về những sản phẩm khác nhau thì phần đông hiện bây giờ là chưa có sử dụng đồng Ripple và giả sử như sau này những công ty đã sử dụng đồng Ripple đi nữa thì nhiều người đã nói là đồng Ripple cũng không có giá trị tại vì những công ty những ngân hàng có thể là lấy đồng Ripple di chuyển giả sử như là từ Nhật Bản qua Hàn Quốc thì khi mà tới Hàn Quốc thì ngân hàng Hàn Quốc có thể là lấy đồng Ripple đổi ra tiền Hàn Quốc mà không cần phải giữ đồng Ripple chính họ chỉ không thấy là giá trị nằm ở đâu Tuy nhiên đây là một điều mà vẫn còn đang được tranh cãi nhưng mà thường muốn cho các bạn biết như là như bạn nào mà có hứng thú với đồng Ripple các bạn cần biết những cái tài liệu này và có thể là đưa ra quyết định riêng cho bản thân mình. Kế tiếp nữa chúng ta một lần nữa là nói về nước Venezuela và cái đồng Petro của họ. Thì hôm qua chúng ta đã nói về nước Venezuela là chính phủ Mỹ Donald Trump đã ra lệnh là cấm người Mỹ giao dịch và dự trữ đồng Petro. Tại vì lý do là sử dụng đồng Petro để mà trốn tránh cái sự trừng phạt kinh tế đối với Venezuela. Hôm nay chúng ta nhận được một tin từ Time Magazine, Time.com Họ đã nói là họ có dẫn chứng cho thấy là chính phủ Nga và nước Nga là đứng sau lưng để mà giúp đỡ nước Venezuela tạo cái đồng Petro này. Và trong bài viết này họ nói là có hai người là tỷ phú của nước Nga hiện bây giờ và có liên hệ mật thiết với chính phủ Nga đã tư vấn cho nước Venezuela và tổng thống của họ để tạo cái đồng Petro này. Và Hai người này là được sự phê duyệt và ủng hộ của Tổng thống Nga là Vladimir Putin. Đây là cái sự chi trích hiện bây giờ của họ đối với nước Nga là giúp đỡ nước Venezuela làm đồng petro này. Và lý do tại sao thì rất là đơn giản. Tại vì có thể là nhiều bạn không rành là từ năm 2014 khi mà nước Nga đem quân qua để mà tấn công một phần của nước Ukraine trước đó. Thì lúc đó Thường cũng đã coi TV năm 2014 là cái tay chỉ có 4 năm thôi Mà Thường cũng không ngờ là thời điểm bây giờ chúng ta vẫn còn thấy là một nước xuân qua để mà tấn công một nước khác Mà được thâu lên ở trên trực tiếp TV Và vì lý do đó cho nên nước Mỹ và những nước đồng minh đã họp lại và trừng phạt nước Nga tại vì nước Nga đã đem quân qua tấn công nước Ukraine và trừng phạt bằng cách là trừng phạt kinh tế cấm vận hàng hóa và cái sự cấm vận đó để dẫn tới cái sự thiệt hại rất là nặng nề đối với ngành kinh tế của nước Nga, cho nên nước Nga liên tục để mà tìm cách làm sao để trốn khỏi cái sự trừng phạt kinh tế đó. Và tương tự như vậy là nước Venezuela là một nước mà bị trừng phạt kinh tế của nước Mỹ và những nước đồng minh tại vì họ không ủng hộ những hành động của tổng thống của Venezuela là một nhà độc tài hiện bây giờ. Cho nên họ trừng phạt kinh tế nước Venezuela thì cái bài này chủ yếu nói là nước Nga thấy được cái sự mà nước Venezuela cũng giống như nước Nga là cần một cái giải pháp cho nên đã thử nghiệm đồng Petro đã tìm khí được số đầu tiên được tạo ra ở nước Venezuela bằng cách là giúp đỡ họ, tư vấn cho họ để tạo ra cái đồng này và nước Nga chủ yếu là muốn coi coi cái đồng Petro này có khả năng làm giải pháp để cho nước Nga tránh khỏi cái sự trừng phạt kinh tế của nước Mỹ và những nước đồng minh hay là không đó là cái bài viết ngày hôm nay Tuy nhiên tin này rất là mới cho nên chúng ta cần thêm tin tức để mà xác nhận Và phần đông những tin tức thường đưa ra là liên quan tới thị trường Thường cũng không muốn nói quá nhiều về chính trị ở trên cái channel này Nhưng mà đây là một cái đề tài liên quan tới tiền kỹ thuật số Và liên quan tới cái đồng đầu tiên được tạo ra một quốc gia Cho nên cái sự phát triển của đồng này và kết quả của đồng này có thành công hay thất bại Rất là quan trọng để mà biết được là sau này những nước có thể là có khả năng làm đồng cho nước riêng hay là không cho nên chúng ta cần nói về đề tài này hiện bây giờ cuối cùng chúng ta hãy nói tới một tin tức liên quan tới nước Canada thì nước Canada hôm nay có ra tin tức là một doanh nhân đã được mời tới để mà nói chuyện với lời quốc hội của Canada về Bitcoin về tiền kỹ thuật số thì người này là chủ yếu tới để mà giúp đỡ nước Canada hiểu thêm về tiền kỹ thuật số và giúp đỡ nước Canada biết được cái những cái lợi mà Bitcoin có thể đem lại cho đất nước của họ nhưng mà người này trước khi đi uh, gặp quốc hội của nước Canada thì đã lên cái diễn đàn Reddit diễn đàn này là chủ yếu nói về Bitcoin và đã nói là hôm nay ông ta sẽ lên để mà phát hình trực tiếp ở quốc hội của nước Canada và ông ta sẽ nói tốt về đồng Bitcoin và ông ta sẽ nói là Bitcoin Cash hay là Bcash là một trò lừa đảo và ông ta chủ yếu nói những cái này để cho chủ yếu là lấy lòng những người mà trên cái reddit bitcoin này chúng ta biết là hai cái um, hai cái cộng đồng bitcoin và bitcoin cash là không thích với nhau cho nên ông ta nói này những câu này để có được sự ủng hộ của cộng đồng của bitcoin và ông ta nói là ông ta sẽ nói bitcoin cash là một chơi lừa đảo và những người nào mà thích thì có thể là quyên góp vào cái địa chỉ ví các bạn thấy trên màn hình thì không những là những người ở trên cái Reddit của Bitcoin không đồng ý mà còn nói là ông ta được mời tới để mà nói chuyện với lại quốc hội của Canada thì phải nói những, những lời thật lòng chứ không thể nào mà nói là ông ta sẽ nói xấu Bitcoin Cash để mà được sự ủng hộ của của um, cộng đồng của Bitcoin và muốn được nhận cái sự lợi nhuận bằng cách là kêu gọi quyên góp và nhiều người đã chỉ trích uh, ông này và thường cảm thấy rất là buồn cười tại vì thường cảm thấy là ông này nói những câu này để thứ nhất là tư lợi cho bản thân và thứ nhì nữa là nhận được cái sự ủng hộ của cộng đồng của bitcoin nhưng mà cuối cùng đã bị phản hồi không những là cộng đồng bitcoin không ủng hộ mà cộng đồng bitcoin cash cũng đương nhiên là không ủng hộ tại vì ông này muốn nói bitcoin cash là một trò lừa đảo và thực sự mà nói là hiện bây giờ không có bất cứ dẫn chứng nào cho thấy là bitcoin cash là một sự lừa đảo cho nên thường cảm thấy là lời nói này là một lời nói vô cùng không có trách nhiệm đối với thuận và cuối cùng thì hôm nay cũng đã bị coi như là tẩy chay bởi cả hai cộng đồng bitcoin và bitcoin cash thì hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị ở trong cái video ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Nếu các bạn muốn gia nhập những sàn giao dịch thì cái link sẽ nằm ở phía dưới Nếu các bạn thích cái view này thì hãy nhấn cái nút thích hay là cái nút like để những bạn khác có thể kiếm được cái video này dễ dàng hơn Và hãy gia nhập vào chương trình YouTube Thuận có hai chương trình YouTube Và các bạn cũng có thể gia nhập vào Facebook, Telegram, Twitter hay là Steam Tất cả những cái link đều sẽ nằm ở phía dưới của những cái video mà các bạn đã thấy trên màn hình Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn sau